Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về giao thông. Thưa quý vị và các bạn, trong một văn bản mới vừa gửi tới Cục Đăng Kiểm, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu khẩn trương thực hiện việc xây dựng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo đúng quy định pháp luật trình Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 7 tháng 6 theo bộ giao thông vận tải thực hiện chỉ đạo chính phủ bộ tài chính đã đề nghị bộ giao thông vận tải đánh giá tình hình thực hiện mức độ bù đắp chi phí các mức giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải hiện hành đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án giá để trình bộ giao thông vận tải thẩm định sau đó đề nghị bộ tài chính sửa đổi bổ sung quy định về giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải hiện hành trong trường hợp cần thiết vì vậy bộ giao thông vận tải yêu cầu cục đăng kiểm khẩn trương đánh giá tình hình thực hiện mức độ bù đắp chi phí của dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải hiện hành tại các đơn vị đăng kiểm và từ đó xây dựng phương án giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải, đề xuất ban hành các mức giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định theo quy định. Theo tìm hiểu thì cục đăng kiểm vẫn đang xây dựng mức giá dịch vụ kiểm định theo hướng tăng ở một biên độ phù hợp, trong đó phương án mức phí dịch vụ đối với xe miễn kiểm định lần đầu được dự kiến là 50.000 đồng một xe.